có một loại bia được lên men lần hai để loại bỏ chất diacetin. Đó chính là bia Sư Tử Trắng mới với công nghệ lên men hai lần, giúp bia uống cảm thấy nhẹ đầu, càng uống càng êm, giúp bạn phong độ gấp đôi. Ghi lúc hai bàn, ghi ta hai cân, ghi điểm với cả hai nàng. Bia Sư Tử Trắng mới với công nghệ lên men hai lần, phong độ gấp đôi. Các bạn trẻ thân mến, trong cuộc sống hối hả của thời hiện đại thì hình ảnh những ông chủ trẻ nơi làng quê vẫn luôn tạo sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Bằng ý chí, nghị lực và trí tuệ của tuổi trẻ, họ đã nỗ lực vượt khó để xây dựng thành công những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, thoát nghèo trên quê hương. Tôi là Đặng Văn Tú ở Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An. Tôi năm nay là 30 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê đang còn khó khăn và vùng sâu vùng xa. Vợ Tú đi làm thuế thì đi làm không thể đi làm thuế được cả đời. Ở vùng quê đất đai là rất chỉ là nhiều và mò mờ. Mình đặt giấc mơ để làm kinh tế, để dựng lên sự nghiệp ở quê hương để cho giàu mạnh lên. Xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, vùng đất nghèo khó quanh năm. Đặng Văn Tú lớn lên cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ, nơi xa xôi heo hút nhất của xã. Cách nghèo theo Tú lớn lên. Học hết lớp 12, Tú đi làm công nhân cơ khí, rồi đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Một năm sau, Tú về nước, mở xưởng cơ khí nhỏ gần nhà. Miệt mài chăm chỉ làm việc suốt 2 năm, Tú vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đúng thời điểm đó, xã cho đấu thầu đập Khe Là, chỉ với 10 triệu đồng một năm, Tú ngay lập tức nhận thầu. Chàng trai nghèo đã nhìn thấy trên 55 hectare mặt nước này, cơ hội để đổi đời. Được biết là trước đấy thì anh Tú đã từng học về cái ngành nghề cơ khí, nhưng mà tại sao thì anh lại khởi nghiệp với cái lĩnh vực nuôi cá lông này ạ? Ở mình đấy mà cái nghề thủy sản thì nó đang rất còn mới mẻ. Mà nếu như mà thành công thì cánh cửa nó mở ra cũng khá là lớn. Nên tôi quyết định là chuyển đổi mục đích để sang làm thủy sản. Thế nhưng tại sao anh lại lựa chọn là nuôi cá lông ạ? Tôi đi ra rất nhiều và cũng học hỏi được rất nhiều. Người ta nuôi cá lông là quý vào là nuôi công nghiệp. Nó nuôi được mật độ rất cao, rất dày, diện tích rất nhỏ, rất hiệu quả kinh tế. Quyết định của Tú khiến cho bà Đặng Thị Sen, mẹ của Tú, bất ngờ. Suốt một đời nghèo khó, bà chưa bao giờ dám mơ đến chuyện thoát nghèo, nói gì đến làm giàu. Thứ duy nhất bà có thể cho con làm vốn, đó là niềm tin. Đang còn khát vọng làm giàu, làm người mẹ thì sợ gì không biết con nó có làm được hay không. Người mẹ đang còn hy vọng nó làm cho tốt là mẹ mừng. Để giảm chi phí đầu tư xuống mức tối thiểu, Tú tự tay mua vật liệu về hàn chín lồng cá với tổng diện tích 300 m². Những ngày đi làm thuê trên đất khách, Tú đã tìm hiểu, tham quan rất nhiều mô hình nuôi cá lồng trong Nam ngoài Bắc. Giờ đây, những kiến thức ấy được Tú áp dụng vào những lứa cá đầu tiên. Tự tin vào nguồn nước đập trong lành, ít bệnh tật, Tú mạnh dạn nuôi thả 6 loại cá, bao gồm cá lăng, cá leo, trắm đen, trắm cỏ, trắm tòn. Nguồn giống được Tú chọn mua từ các trung tâm uy tín, đem về ương tại 2 ao cá giống trong trang trại. Sau khi đạt yêu cầu về kích cỡ mới thả vào lồng nuôi. Thức ăn cho cá được tận dụng từ nguồn cá tự nhiên đánh bắt trong đập,
và 1 hecta cò sữa tự trồng. Nhờ đó mà Tú giảm tới mức thấp nhất chi phí đầu vào cho một vụ cá, rất phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình. Thế trong thực tế khi mà nuôi cá lông thì những cái khó khăn đến với anh là gì? Hiện tại ở đấy thì khó khăn nhất thì chỉ có là nguồn vốn. Ở mình đấy là thứ nhất là ở Long Hồ đấy nguồn nước nó rất sạch, bệnh tật nó đang còn ít mà tỷ lệ nuôi cá cũng nó đang ít. Vậy là vì một mình nuôi đấy là nó chưa ảnh hưởng đến bệnh tật mấy. Thế với cái mô hình của anh thì ngoài việc nuôi cá lông thì mình có làm thêm cái gì không ạ? Nuôi cá lông là chủ yếu, còn ngoài ra thì cơ khí tụ vẫn hoạt động làm bình thường. Buổi chiều thì 5 giờ là về cắt cỏ, sáng tối là ra cho ăn. Rồi ở đấy rồi sáng mai là cho ăn xong tụ về. Về đi làm cơ khí đến chiều tối tụ mới ra. Tụ có trong 1,5 hecta kéo, vậy là gần 1 hecta cỏ sữa để dùng để chăn nuôi cá. Còn khai thác thì giữa hồ đấy tụ vẫn khai thác cá để đánh bắt cá để tăng thêm thu nhập. Trước Tú đã từng có người nhận đập khe là nhưng thua lỗ. Nhưng Tú, một chàng trai trẻ đã từng trải nghiệm, học tập kinh nghiệm ở rất nhiều nơi, lại nghĩ khác. Quyết tâm nuôi cá lồng trên mặt đập, một việc mà ở Phú Sơn chưa từng ai dám làm. Tất cả đều bắt nguồn từ giấc mơ thay đổi cuộc đời, thoát khỏi cảnh nghèo lam lũ. Từ hai bàn tay trắng, sau 2 năm trời cần cù lao động, vừa nuôi cá lồng, vừa quản lý trang trại, vừa duy trì hoạt động của xưởng cơ khí, năm 2018, Tú đã thu hoạch vụ cá đầu tiên với sản lượng 2 tấn, trị giá hơn 200 triệu đồng. Từ đây, gia đình Tú thoát nghèo. Hiện tại Tú đang quản lý 55 hecta mặt nước đập khe là với 9 lồng nuôi cá. Năm 2019 này, Tú tiếp tục thả nuôi nhiều loại cá có hiệu quả kinh tế cao như cá lăng, cá leo, cá trắm giòn, trắm đen, rô phi. Tú cũng là chủ sở hữu trang trại rộng gần 3 hecta với 1,5 hecta keo, 1 hecta cỏ sữa, 2 ao cá giống, diện tích 600 m². Xưởng cơ khí với diện tích 70 m², sản xuất các mặt hàng như khung cửa, tủ sắt, đồ gia dụng, các loại máy sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, tổng thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng, là tài sản lớn đối với người dân vùng quê nghèo khó như ở Phú Sơn. Đối với cái mô hình của đồng chí Đặng Văn Tú thì huyện đoàn đánh giá rất là cao. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu của thanh niên phát triển kinh tế với cái ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vươn lên cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình để rồi quyết tâm là tâm lập nghiệp và bước đầu đã cho cái hiệu quả rất là tích cực, là một trong những cái gương sáng để cho thanh niên trên địa bàn huyện học tập noi theo. Hiện tại, số tiền thu lại mỗi năm được Tú tiếp tục đầu tư vào mô hình với dự định nuôi thêm nhiều lồng cá, tăng khả năng khai thác cá tôm trong lòng đập, mở thêm một số dịch vụ giải trí cho người dân quanh vùng như câu cá. Chàng trai nghèo Đặng Văn Tú đang trở thành tấm gương sáng về niềm hăng say lao động và khát vọng vươn xa. Thế thì anh Tú muốn nói điều gì với tất cả những cái bạn trẻ mà đang muốn khởi nghiệp giống như anh? Tú chỉ có một câu nói đơn giản, là một con người sinh ra từ bé lớn lên, hai bàn tay trắng. Nếu các bạn mà có thì chỉ có của cha mẹ để lại cho các bạn thôi. Còn của các bạn, từ bàn tay các bạn kiếm lên thì cái đó các bạn mới giữ được. Ở trên quê hương nào cũng có thể mình gây dựng lên được một cái sự nghiệp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xôn xao vời vời, người chết nuôi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Chào anh ạ. Chào tất cả. Dạ đây. Vâng ạ, cũng đây đủ mọi người rồi, xin được giới thiệu với tất cả mọi người, đấy là anh Đặng Văn Tú. Và xin được giới thiệu với anh Tú, đấy là tất cả những bạn trẻ ngày hôm nay đến đấy thì rất mong muốn được tìm hiểu những kinh nghiệm từ anh về cách nuôi cá lông ạ. Bây giờ thì anh có thể đưa bọn em đi tham quan một vòng ở đập đấy không ạ? Anh Tú có thể giới thiệu về cái đập này cho tất cả các bạn trẻ của chúng ta biết một chút không ạ? Hồ đấy là hồ nước do thủy lợi dùng để tưới tiêu, vậy là môi sinh môi trường. Nhưng mình lợi dụng vào đó để mình thâu, để mình nuôi cá. Diện tích hồ là 55 hectare mặt nước. Anh bắt đầu nhận thâu đập vào năm nào ạ? Anh nhận thâu đập vào năm 2016. Thì sau khi nhận thâu thì bao nhiêu lâu sau đó thì anh làm và có thu hoạch cá đến đập ạ? Một năm sau. Mình làm lông và nuôi một năm sau là mình có thu hoạch được cá. Thế nữa thì anh nhận thấy được những cái lợi ích gì từ cái đập này mà để lựa chọn nó thâu nó đến nuôi cá? Nói chung là nguồn nước nó rất sạch, nuôi cá nó rất đảm bảo, nó rất nhanh lớn. Nên mình quyết định là đi vào khai thác cái nguồn thủy sản để nuôi cá lông. Mà trong lúc đó cái nghề nuôi cá lông là theo như mình được biết thì nó là rất chi là kinh tế. Em thấy ở cái nhà ở phía xá kia là cái chỗ để mình nuôi cá lông ở ngoài kia đúng không anh? Yeah. Bây giờ anh có thể dẫn cho bạn là tham quan một chút được mời ạ? Tất cả các bạn là ra tham quan mô hình nuôi cá của mình. Thưa quý vị, lúc này đây thì chúng tôi đã ra tại cái khu vực các cái lồng nuôi cá của anh Tú, tham gia cùng với đoàn trải nghiệm có sự góp mặt của anh Đinh Xuân Công là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phủ Sơn. Và bây giờ thì anh Tú có thể giới thiệu về các lồng nuôi cá của anh cho tất cả các bạn trẻ nghe được không ạ? Đấy là cái khu vực mình nuôi cá thịt. Hiện tại là trong lồng đấy là nuôi cá trầm cỏ này, rô phí này, cá trầm đen này, cá lăng, cá léo. Những cái dòng cá đó thì mình lấy ở đâu anh? Nói chung là mình lấy có rất nhiều nơi, là mình lấy trại Đô Lương có, mà mình lấy ngoài viện thủy sản về cũng có. Tiêu chí chọn cá giống của mình là gì ạ? Nói chung là mình chọn cá sạch bệnh, đạt tiêu chuẩn phát triển nhanh. Tất cả những cá nuôi trong cá lồng đây rất nhiều loại cá, vậy anh có thể cho chúng em biết là ở đây những cá nào có giá trị ạ? Cá giá trị thì hiện tại bây giờ chỉ có trầm đen, vậy là cá lắng và cá léo. Cá sau khi nuôi đến mức nào thì có thể xuất bán ạ? Cá trầm đen như mình nuôi đây là 2 năm mới cho thu hoạch. Còn cá lắng cũng vậy, cá léo cũng vậy. Còn chỉ có cá trầm cỏ là mình nuôi 1 năm. Em hỏi là thức ăn chủ yếu của các loài cá này là gì ạ? Thức ăn chủ yếu là, nói chung là cá lắng, cá léo là mình chủ yếu mình bắt cá trời ở giữa này lên để cho ăn. Đến đêm về mình dùng bằng bóng đèn mình thắp sáng là tất cả côn trùng nó tập trung về. Những con cá bé này nó đến nó cứ bơi vòng tròn để nó vừa chơi nó vừa ăn cái côn trùng. Đến khoảng tầm 11 giờ đêm mình ra mình tơi nó lên, mình bắt lấy cá sống đến mình thả đến 3 giờ sáng hoặc đến 4 giờ sáng mình lại lấy tiếp. Là mình bắt cá ngoài đó vào là bắt đầu mình cho cá lắng với cá léo ăn. Kỹ thuật nuôi của mình thì có cái gì đặc biệt không ạ? Nói chung thì mình nuôi cá đấy chủ yếu là cá truyền thống, con cá lắng, con cá léo thì nó là rất dễ nuôi. Nên cũng không có chi là khó lắm. Mình học hỏi qua bạn bè trong nước, mình có tham gia một cái trang hội nuôi cá nước ngon của Việt Nam.
Một năm thì anh thu nhập từ việc nuôi cá, từ đi cả chi phí thì anh có lợi lại được khoảng bao nhiêu ạ? Như một năm ở đấy, theo như mình tính thì một năm mình trừ trặt, mình thu về khoảng tầm 200 triệu. Đây là cá léo. Léo hạt quá rồi. Thưa anh Đinh Xuân Cống ạ, anh có thể đánh giá với cái mô hình của anh Tú trên địa phương mình như thế nào được không ạ? Đối với đồng chí Tú đoàn viên của công dân cư trú trên địa bàn xã thì anh Tú đã mạnh dạn chọn cái mô hình trang trại, cụ thể là anh nuôi cá bằng lồng. Thì qua quá trình triển khai thì anh Tú tự học hỏi may mò, và qua thời gian nuôi điểm ở đây thì qua 2 năm thì hiệu quả của địa phương thấy là rất là hiệu quả và đem lại thu nhập ổn định cho. Cảm ơn anh ạ. Anh Tú ấy, ở đấy thì với cái công việc chăm sóc và nuôi cá hàng ngày như thế này thì bọn em có thể trải nghiệm một chút một cái cống đàn nào đó được không ạ? Bây giờ có hai phương thức, một phương thức là mình cho ăn cá bằng cỏ và cho ăn bằng cám công nghiệp. Một ổ này một ngày mình chọn khoảng tầm 2 tạ cỏ. Cái cỏ này thì nó có lợi như thế nào cho cá ấy? Nói chung là nó trong lượng cỏ này nó có lượng đạm rất là cao. Nuôi cá nó phát triển rất nhanh. Mà trong lúc đó trong nó cũng rất kinh tế, nó phát triển cực nhanh luôn. Cái vân cỏ đấy là mình có từ trước khi nuôi cá hay là sau khi nuôi anh? Sau khi nuôi cá là mình mới trồng. Thế thì cái lượng cỏ đấy có đủ để cho cá? Lượng cỏ thì của mình là có 2 màu cỏ, nó cũng là đủ để thoải mái để mình phục vụ để chăn nuôi cá. Mỗi một ngày thì mình cắt cỏ mấy lần anh? Mỗi ngày là mình cắt cứ đến chiều tối lúc nào mà gọi là khoảng 5 giờ là mình ý mạt là bắt đầu mình đi cắt. Bây giờ bọn em có thể giúp anh cắt cỏ được không ạ? Những cỏ thì các bạn thử trải nghiệm cắt cỏ mỗi ngày, ngày nào như ở đấy thì ngày nào mình phải cắt. Sau khi tham quan chương trình mô hình nuôi cá lồng của anh Tú thì em cảm thấy là ngưỡng mộ về tinh thần nỗ lực làm giàu của anh và sự kiên trì. Anh còn trẻ nhưng mà anh còn chịu khó. Qua buổi hôm nay thì em có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề khởi nghiệp và có thể làm mô hình, làm một mô hình để có thể triển khai ở địa phương mình. Mô hình nuôi cá lồng của anh là một mô hình rất là có thể áp dụng được vào cho du lịch ạ. Ví dụ như là loại hình du lịch sinh thái, như là du lịch xanh trong nông nghiệp. Ngành học của em là du lịch ạ. Em nghĩ đó là những điều kiện mà em có thể áp dụng được nếu sau này em muốn khởi nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì tất cả chúng tôi đã phần nào hiểu được những khó khăn và vất vả của những thanh niên khởi nghiệp giống như anh Tú. Và ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh Tú vì đã chia sẻ với tất cả các bạn trẻ của chúng ta những kinh nghiệm rất là hữu ích. Trước khi chào tạm biệt anh thì nhà tài trợ là công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, nhãn hàng bia Sứ Tử Trắng sẽ có một biểu trưng kỷ niệm được gửi tặng đến anh ạ. Xin được mời anh Phạm Anh Đức, đại diện nhãn hàng bia Sứ Tử Trắng sẽ trao biểu trưng kỷ niệm này tới anh Tú ạ. Chúc anh ngày càng thành công. Cảm ơn. Vâng thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức Trẻ Đất Nghề của chúng tôi cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Có một loại bia được lên men lần hai để loại bỏ chất diacetin. Đó chính là bia Sư Tử Trắng mới với công nghệ lên men hai lần, giúp bia uống cảm thấy nhẹ đầu, càng uống càng êm, giúp bạn phong độ gấp đôi. Ghi lúc hai bàn, guitar hai cân, ghi điểm với cả hai nàng. Bia Sư Tử Trắng mới với công nghệ lên men hai lần, phong độ gấp đôi. Với đôi bàn tay khéo léo và niềm say mê vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ, Đinh Hữu An đã bỏ nghề sửa chữa ô tô, chuyển sang trồng hoa cây cảnh. Hàng trăm loài lan quý, những loài hoa cây cảnh độc đáo và đẹp mắt. Đinh Hữu An sẽ chia sẻ điều gì? Các bạn trẻ sẽ học hỏi được những gì? Sức Trẻ Đất Nghề số 12, Đinh Hữu An sống với đam mê, phát sóng 21 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2019 trên NTV.